Xin chào, Tofu lại đến với các bạn đây. Hôm nay sẽ là một bộ phim tâm lý xã hội Yuna, Thú tội, công chiếu vào năm 2016, kể về chuyện một cô gái trẻ quan hệ cùng người đàn ông hàng xóm và cô thắc mắc tình cảm của ông ta dành cho cô là gì. Những câu hỏi ấy có nhận được câu trả lời thật sự, chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Nếu như có hôm đó Yuna không cãi nhau với bạn, cũng như không nằm trên chiếc ghế, thì có lẽ sẽ không gặp phải người hàng xóm Ray. Ông ta mặc một cái quần đùi, đứng uống rượu bên cạnh cô bé. Ông ta chủ động đi tới bắt chuyện. Câu đầu tiên đã làm cho cô bé cảm thấy thân thiết và quen thuộc. Yuna thông minh nhạy cảm, cô bé bị thu hút bởi sự trưởng thành của người đàn ông này. Lần đầu tiên nhìn thấy Yuna, Ray đã không thể rời mắt khỏi cô bé được. Từ ngày hôm đó, giữa hai người có một bầu không khí không diễn tả nên lời. Họ biết nếu như bị phát hiện sẽ có hậu quả gì, bởi vậy hai người một mực giữ kín chuyện này. Ông ta cố ý xuất hiện ở bể bơi tiếp xúc với Yuna ở dưới nước. Nhìn thấy hai người tuổi tác chênh nhau quá nhiều, bạn bè của cô bé đều cảm thấy khó hiểu. Mấy đứa hỏi Yuna người đàn ông kia là ai, cô bé trả lời qua loa rằng chỉ là một người quen mà thôi, là hàng xóm cũ cũng là bạn của bố cô. Sau đó những cuộc hẹn của họ đều thông qua ám hiệu, Ray gọi điện thoại tới nhà Yuna, bấm chuông tức là bạn gái đã ra ngoài. Nếu như xe đổ ở bên phải cửa nhà tức là họ sẽ gặp nhau ở công viên, Ray biết làm như vậy là không đúng. Bởi vậy ông lập tức dừng lại, nhưng ông không thể kiềm chế được mà Yuna cũng vậy. Hai người cùng đi picnic, người qua đường tới hỏi họ đi đâu, Yuna nói dối rằng đây là bố của cô bé. Sau đó hai người đứng bên bờ biển, Ray chỉ về phía xa nói đó là tương lai của họ. Yuna cũng tin tưởng ông và nhìn Ray trìu mến đi theo ông ấy dọc bờ biển. Trên chiếc đu quay mái tóc dài của cô bé bay phấp phới, Ray nói hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi, họ nắm chặt tay nhau. Hôm đó họ hẹn nhau ở rừng cây trong công viên, ông ta nói yêu Yuna, họ trải chiếc thảm ra, như vậy thì cô bé sẽ không sợ quần áo bị bẩn nữa, cũng sẽ không làm người khác nghi ngờ. Sau lần đó họ không thể quay đầu được nữa. Hai người biết việc này vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn quyết định tới nhà nghỉ. Yuna cho rằng đó là yêu. Nghĩ tới việc hai người có thể riêng tư với nhau thật là lãng mạn làm sao. Sau khi xong việc, Ray liền lấy cớ đi mua thuốc lá chạy mất. Cô bé đợi tới tận nửa đêm vẫn không thấy ông quay lại. Yuna ra ngoài tìm Ray, cô hỏi những người trong cửa hàng và quán bar có nhìn thấy bố mình không. Mọi người nhận ra có gì đó không đúng, nhưng Yuna muốn bảo vệ ông ta. Cô bé nói không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng họ nói đó là phạm tội. Sau đó họ lấy bằng chứng từ trên người cô bé. Trong lúc ở tòa án, người quay phim yêu cầu cô bé kể lại những chuyện đã xảy ra trước camera. Yuna nói cô bé yêu Ray, muốn gặp ông ta. Vì sao ông ta lại bỏ cô bé lại? Cuối cùng Ray bị phán 4 năm tù và cô ấy không bao giờ gặp lại Ray nữa. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới cô, cả khu phố đều biết chuyện này. Họ nói xấu cô bé, đàm tiếu, bôi nhọ cô. Sau chuyện đó bố mẹ cô bé cũng thay đổi. Mẹ Yuna cũng vì vậy mà có khúc mắc trong lòng, cô ấy không thể thân với Yuna được. Thời gian dần dần trôi qua nhưng vết thương thì vẫn còn như ngày đầu. Chuyện xảy ra vào năm 13 tuổi in sâu vào tâm trí của Yuna. Cho dù sau 15 năm ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn, cô nhớ rõ từng chi tiết một, cô không biết đó có phải là yêu hay không. Có lẽ chỉ có tìm lại Ray, tự mình hỏi ông ta thì mới có thể tìm được đáp án. Cuối cùng Yuna cũng tìm được tin tức của Ray. Sau khi ra tù, ông ta đổi tên, tìm được một công việc. Ông ta sắp được thăng cấp thì Yuna tìm tới nơi này. Cứ nghĩ tới việc sắp được gặp lại Ray và những ký ức ngày xưa giữa hai người, Yuna lại cảm thấy ghê tởm chạy vào lùm cây nôn. Cô chuẩn bị tốt tâm trạng đi vào nhà kho. Cô cầm bức ảnh hỏi thăm nhân viên trong đó. Người nhân viên dẫn cô vào trong. Tuy nhiều năm không gặp nhưng Ray nhìn thấy thì lập tức nhận ra Yuna. Ông ta vô cùng ngạc nhiên. Ray sợ chuyện này bị người khác biết, bởi vậy ông ta dẫn cô vào trong phòng để đồ. Gặp lại ông ta, cảm xúc của Yuna vô cùng phức tạp. Cô nhắc tới đoạn tình cảm ngắn ngủi của hai người, nhưng dĩ nhiên Ray không hề muốn nhớ lại. Ông ta nói mình không nhớ gì cả, hỏi cô muốn thế nào. Bởi vì sai lầm đó, ông ta phải trả giá chưa đủ sao? 4 năm trong tù, ông phải chịu các thể loại sỉ nhục. Bây giờ ông ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Vì sao cô ấy lại về tới? Yuna hét lên hỏi ông ta, tấm ảnh mà cô chụp ở nhà mình đâu? Có phải ông cũng làm tổn thương những cô gái 13 tuổi khác nữa? Ông ta liên tục phủ nhận, nói mình không phải là người như vậy. Cô không phải con mồi của ông ta, mà là người mà ông đã từng yêu. Nghe được lời này, Yuna hơi động lòng. Nhưng những vết thương là thật, làm sao có thể quên đi một cách dễ dàng. Ray giải thích rằng mình không phải là kẻ ngược đãi như cô tưởng tượng. Ông đã kết hôn 4 năm, ông ta hy vọng Yuna rời đi ngay lập tức. Cô lập tức hỏi vợ của ông ấy có biết tất cả những chuyện này không. Ray nói mình đã nói rõ bởi vì ông ta yêu bà ấy. Nhưng Yuna không tin, liên tục hỏi dồn dập. Cô nhất định phải biết cụ thể, nếu không thì cuộc đời của cô sẽ vĩnh viễn hỗn loạn như vậy mất. Yuna đã mất đi tất cả, thứ duy nhất cô vẫn còn giữ được chính là tên của mình. Mà Ray sau khi đổi tên lại lập tức có thể sống một cuộc sống mới. Cô không thể để ông ta hạnh phúc như vậy được. Nhưng Ray đã từng áy náy, ông cũng không hy vọng họ sẽ đi tới nước này. Nếu như tối đó ông ta mua xong thuốc lá, trở về cùng một thanh sô-cô-la thì mọi chuyện có phải sẽ khác đi. Có thể bởi vì xoa dịu cô, Ray nói ông ta đã từng quay lại để bảo vệ cô, nhưng cuối cùng ông ta vẫn trả phòng chạy trốn. Chạy thì chính là chạy, từng quay lại chỉ là một cái cớ để làm bớt đi cảm giác tội lỗi. Ông ta để cô bé một mình đối mặt với tất cả những tổn thương đó. Cô nghi ngờ bản thân, nghi ngờ thế giới bên ngoài, cũng nghi ngờ cả thứ tình cảm méo mó kia. Trong lúc nói chuyện, Ray cuối cùng cũng nói ra sự thật.
ông chưa từng kể với vợ về đoạn quá khứ đó. Ông ta chính là một kẻ lừa đảo. Yuna hỏi ông ta từng ấy năm có nhớ cô. Hai người lại ôm lấy nhau, nhưng Ray dừng lại kịp thời. Ông ta nói họ sẽ không có tương lai, nhưng Yuna cảm thấy cô đã lớn để chấp nhận. Nhưng Ray mặc áo bào và rời đi. Để gặp ông ta, Yuna nói dối rằng mình là con gái của Ray, để đồng nghiệp đưa cô tới nhà của ông ta. Vừa lúc họ đang tổ chức tiệc, trong nhà có hai con chó. Khi đi qua một căn phòng, Yuna nhìn thấy con gái nuôi của Ray. Lúc nhìn thấy cô bé, Yuna vô cùng ngạc nhiên. Cô bé lớn bằng cô hồi đó. Nếu như nói đây là mục tiêu của Ray, vậy thì lại là một cô bé sẽ bị tổn thương. Ray đuổi theo nói rằng mình chỉ chăm sóc cô bé. Ông ta sẽ không nảy sinh tình cảm trai gái với một cô bé ở độ tuổi đó nữa. Ray thề rằng cô là duy nhất. Yuna nghi ngờ ông ta nhưng cũng không nói ra. Cô bé chậm rãi quay người rời đi. Yuna không biết tình yêu mà ông ta nói là thật lòng hay là nói dối. Cô cũng không biết cuộc sống sau này sẽ tốt hơn không. Đây chính là cái kết của bộ phim này. Vô vọng và bất lực, không vui vẻ hạnh phúc, nhưng cũng chẳng buồn bã bi thảm. Đối với con gái, mối tình đầu là một điều ngọt ngào đẹp đẽ, nếm vị trái cấm để đổi lấy vết thương cả đời. Trên thế giới này có quá nhiều sự lừa dối, nhưng họ vẫn tin vào cái lừa của tình đầu. Người thiếu nữ ngây thơ cả một đời cũng không biết được kết quả tình yêu đó có tồn tại hay không. Đối với Yuna, tha thứ quá khó nên cô chỉ đành lãng quên thay cho lời chúc phúc. Những vết thương cũng không thể lành, hy vọng sau này họ mãi không thuộc về nhau. Video tới đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.